sau đây mình xin giới thiệu tới các bạn chi tiết cách hướng dẫn cách lắp đặt trên xe ô tô như thế nào nhé. Trước tiên là mình cắm dây nguồn vào đây, sau đó mình cắm vào cổng sạc trên xe ô tô. Sau khi cắm xong thì mình sẽ cắm cái này lên cửa gió điều hòa. Thì đây nó sẽ có một cái nẫy này, nẫy đây, thì mình sẽ sử dụng bóp nẫy này và cắm vào đây. Như vậy là đã xong cách cài đặt. Trên tay mình hiện tại đang là hai chiếc điện thoại Oppo và iPhone. Thì sau đây mình sẽ tiến hành sạc pin luôn. Đầu tiên là chiếc Oppo này, cắm vào. Các bạn đã thấy thì nó đã hiển thị màu xanh, có nghĩa là đã vào pin. Và cái việc mà rút ra thì rất là dễ dàng, thì phù hợp cho các bác khi mà lái xe mà có cuộc gọi đến thì rất là tiện. Chiếc thứ hai là chiếc iPhone. Đây, các bạn thấy cũng đã màu xanh và đã nhận pin. Tháo ra rất là dễ. Để mua hàng thì quý khách vui lòng để lại comment hoặc bình luận thì bên mình sẽ liên hệ giao hàng. Xin cảm ơn.